Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Trước mặt anh em là một hàng thanh lý nữa. Ngày hôm nay em bán gần 15 món hàng thanh lý. Trong vòng khoảng vài tiếng đồng hồ là hết anh em. Thì cách đây vài phút em có bán con này và bị một cái anh kia ảnh vô ảnh xỉa xối em. Đó thì nhân tiện làm video này em nói chút xíu về con này. Đây là con micro inverter. Con micro inverter từ cái lúc em đăng tới giờ nó khoảng 2 tiếng, có chắc khoảng ba mươi mấy người hỏi thăm mua con này, hỏi mua luôn nha anh em, hỏi không phải là hỏi thăm không nha, mà cái anh gọi đầu tiên á, là em bán cho anh đó, cái người gọi đầu tiên là em bán nha. Thì có một anh comment ở trong YouTube, anh nói là em quảng cáo không có tâm, rồi đụng chạm tới nghề nghiệp của em nữa, nói là thầy giáo mà nói chuyện như vậy thì làm ăn sẽ không có bền gì gì đó. Thì ảnh bắt lỗi em chỗ này nè. Anh nói là cái con này khi mà thừa điện mặt trời có thể đẩy ra điện lưới và cái người sử dụng là người ta có thể trả tiền điện. Đó thì ai nhìn cái con micro inverter này cũng biết vấn đề đó hết mọi người. Cũng biết vấn đề đó hết và trong video em cũng có nói vấn đề đó rồi. Những người mà sử dụng đồng hồ cơ hoặc là sử dụng cái tải trong nhà nhiều hơn cái lượng pin có sẵn thì người ta lắp con đó. Và rất là nhiều anh em đã biết con đó và nhìn thấy là người ta biết liền. Đó, em chỉ quảng cáo em bán hàng thôi chứ em không thể nào nói chi tiết, nhưng mà cái em có nói trong video luôn đấy. Thì em nhắc lại là cái kênh YouTube em tạo ra để em bán hàng, anh em nào thấy ok thì mua hàng, còn anh em nào không thấy ok thì thôi, chứ em không có ép ai cả. Nếu mà cảm thấy không vui thì chúng ta có thể lướt coi kênh khác ha. Đấy, em bán có sao em nói vậy, và anh em cần biết cái chi tiết nào về cái món hàng đó thì cứ gọi điện thoại và nói chuyện riêng với em, hỏi thăm về cái món hàng đó. Ta coi video rồi mà ta vẫn chưa hiểu thì chúng ta có thể là hỏi riêng để chúng ta hiểu rõ hơn ha. Còn những anh như mà cái anh lúc nãy cảm thấy cái kênh mình coi mà không vui thì chúng ta có thể lướt coi kênh khác. Đấy. Em không có cần phải nhất thiết phải 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 là quá là kỹ lưỡng ở trong những cái vấn đề đó, tại vì những cái con đó đó là nó là người ta nhìn người ta biết nó là con quà lưới không bám tải. Và trong video em cũng đã nói rồi, cái con đó là con quà lưới không bám tải. Đó, con quà lưới micro inverter là không bám tải. Đấy, thôi em trở lại với video này ha. Trước mắt anh em là một con thin mower. Đấy, nhìn nhìn những cái comment, một vài anh em vô comment mà mình nhìn cái comment đó mình không muốn làm việc luôn. Đó, anh em đặt cái gánh nặng qua cho người khác để làm gì? Đó, mình cảm thấy mình không vui với kênh này, mình lướt mình coi kênh khác. Đó, lời khuyên đó là lời khuyên thiệt ha. Thì con thin mower này là cái con, đây, đây có bảng thông số này. Này em được mấy anh em gửi để em bán thanh lý lại thôi chứ còn mà không phải hàng của em nha. Đó, con này là con 6 ký mắc. Con này là con 6 ký anh em, nhưng mà cao nhất của đầu ra là 6 ký 6. Điện áp tấm pin từ 100 tới 500 V. Rồi hết rồi, chỉ cần biết như đó được rồi. Con này là con mắc đầu ra là 6 ký 6 và điện áp tấm pin từ 100 tới 500 V. Hiển nhiên con này anh em lắp pin mặt trời là anh em có thể lắp là 6 7 ký pin gì đó. Ha, 7 ký pin cũng được. Đó thì chúng ta có thể pin mặt trời này lắp 7 ký mấy cũng được anh em. Đấy, con này là con 6 ký của ThinPower nha, con 6 ký. 6 ký thường thường thì chúng ta có thể lắp khoảng 7 ký 2 pin cũng được nữa. Đó, thì con này là phiên bản 2023 được bán ra bởi Solar Thiên Hà, anh Lê Mạnh Tường. Anh Lê Mạnh Tường, số điện thoại nè anh em, số điện thoại của anh Lê Mạnh Tường. Anh em đừng có phá máy này nha. Chừng nào anh nào mà mua con máy này có cái gì mà hỏi thăm thì cứ gọi anh. Hỏi thăm cái gì anh em? Ví dụ tài khoản sử dụng cái wifi nè. Cái wifi này chúng ta có thể cài là một cái tài khoản mới, hoặc là chúng ta tạo ra cái tài khoản sử dụng tài khoản mới, hoặc là người ta lấy cái tài khoản của anh Tường đã tạo rồi cũng được nữa. Anh sẵn sàng cho cái tài khoản đó cho mọi người ha. Tài khoản wifi mà anh đã cài. Nhưng mà khi anh cho tài khoản thì anh em cũng phải có một bước cài. Cái bước cài để cái wifi này nhận cái cục wifi ở nhà chúng ta. Còn nếu mà anh không cho tài khoản đó, anh em phải làm 3 bước. Anh cho cái tài khoản đó thì anh em chỉ làm một bước thôi. Đó, trong quá trình cài wifi đó. Thì anh Tường ha, được bán bởi Solar Thiên Hà. Và ảnh mua của Solar Thiên Hà tháng 11 2023. Con máy này được bảo hành 5 năm, vậy là còn bảo hành rất là lâu nha mọi người. Và con máy này mới chạy có 200 kW điện thôi. 200 kW điện thôi. Đấy, con máy này hôm nay em bán lại cho mọi người với giá là 7 triệu, em bao ship. Ở hàng thì giá tốt hay không tốt vậy anh em cứ 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 tùy tiện mà cứ tùy mỗi người mà có thể phán xét. Còn con máy này bản thân nó là con máy như mới nha.
Tôi mới mua tháng 11 2023 mà được bảo hành 5 năm anh biết, anh em biết rồi. Bảo hành bởi Solar Thiên Hà nha, bảo hành không cần giấy tờ, chỉ cần quét mã vạch thôi. Ha, bảo hành bây giờ là bảo hành điện tử hết, quét mã vạch hết mọi người. Ảnh gửi tới thì mấy cái linh kiện phụ kiện á là đầy đủ nha. Gửi tới đầy đủ nè. Đây là giấy check WC, check kho nè. Còn đây là cục wifi nè. Còn ở trong đây là mấy cái ốc nè. Chết kho rớt vào đây. Chết kho, cục wifi nè. Mấy cuốn sách hướng dẫn nè. Sách hướng dẫn nha. Đấy. Còn ở đây anh có gửi theo luôn là cái trạm. Cái trạm AC mà anh đã đấu dây sẵn nha. Mấy cái dây xanh xanh đỏ đỏ đó là anh này anh đấu sẵn nè. Anh lên màn tường anh đấu sẵn. Đó. Cái trạm này có dây đấu sẵn. Còn MC4 bên đây á là hình như là ảnh bấm vô dây của ảnh rồi cho nên anh không có gửi theo. MC4 ở đây là không có nha. Anh em mua mà cần MC4 ở đây thì nói mình bỏ theo anh em. Hai cặp đi về nhà người ta có thể bỏ gắn vào. Còn hai cặp này là của mình ha. Này là của dính vô máy. Và hiện tại mình đã cho nó chạy và nó chạy chuẩn chỉ, bấm tải ok hết tất cả. Hoạt động ok 100%. Máy được bảo hành đến 5 năm nha. Anh em nào lấy thì lấy với giá là 7 triệu, em bao ship luôn. Đó, đóng hàng thì ảnh gửi cho em cái thùng lúc nãy thì em sẽ đóng lại cái thùng đó mà em đóng thêm ở ngoài một thùng nữa, có nghĩa là hai thùng cho thật là chắc chắn nha. Hai thùng thật là chắc chắn. Thì con này là có CT bấm tải nha mọi người. Này có CT bấm tải và CT đang hoạt động ok nè. Em đã gắn em test đồ tùm lum la hết. Đó, em gắn vô nè, các cái chỉ số đây nó hiển thị là đầy đủ nha. Đó. Đó, hiển nhiên con máy này là con máy như là hàng mới. Đó, không hề sửa chữa, mới mua tháng 11 2023 và mới chạy 200 số điện thôi nha, 200 số điện. Đó, máy không trầy xước, đó, có bám một chút một vài hạt bụi thôi chứ không có nhiều đâu. Đó, vài hạt bụi thôi. Được bảo hành bởi Solar Thiên Hà. Mình sợ anh em quên ở đâu bán để sau này có hư hao bảo hành thì mình ghi đây luôn nè, Solar Thiên Hà. Còn anh em mà muốn biết số điện thoại của Solar Thiên Hà có hai cách. Thứ nhất là liên hệ anh với anh Tường. Thứ hai là chúng ta gọi trực tiếp cho Solar Thiên Hà. Ở Solar Thiên Hà ở trên YouTube nó có công bố số điện thoại mọi người, hoặc là trên Google. Anh em có thể liên hệ khi mà nó hư hao nha, đừng có sợ mà không được bảo hành, không bao giờ có chuyện không được bảo hành cả. Sau này anh em mua mà lỡ có hư mà gọi Solar Thiên Hà không bắt máy hoặc là anh Tường không bắt máy, mọi người cứ gọi thẳng cho mình sẽ liên hệ với Solar Thiên Hà cho anh em. Đó, mình liên hệ và mình buộc nó phải bảo hành cho anh em đầy đủ ha. Với cương vị như người bán hàng nói chuyện với nhau đó, là mình sẽ buộc nó bảo hành đầy đủ, nhưng mà cái chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Anh em cứ lấy số điện thoại Solar Thiên Hà trên mạng và cứ gọi nó, tôi có máy của anh mà, bây giờ gửi về bảo hành trong thời gian bảo hành 5 năm bảo hành con ThinPower nha. Đây là ThinPower phiên bản mới cho nên nó không phải màu xanh mà nó màu trắng, phiên bản 2023 nha mọi người. Nó bự chà bá luôn, nó bự bề ngang. Hồi đó là nó hình chữ nhật bề dài, còn bây giờ nó bề ngang nha, bề ngang. Ở màn hình thì nó vẫn giống lúc trước thôi. Và hiện tại kẹp CT này kia nó đã hoạt động rất là chuẩn chỉ nha, hoạt động cực kỳ chuẩn chỉ. Em đã có dùng một cái ấm nước nè, ấm nước để em chạy. Đó thì cái ấm nước này nó ăn tải rất là lớn, nó ăn tới 1,3 kg luôn. Vậy con máy nó thực hiện bấm tải nè. Mấy trăm watt nè anh em. Đó, thực hiện bấm tải vài trăm watt. Hiện tại thì mặt trời nó cũng khuất rồi cho nên là nó bấm tải không nhiều, nó bấm không hết nè. Có nghĩa là nó bấm không hết cái ấm này. Nó bấm một phần cái ấm này thôi chứ nó bấm không hết nha. Nó bấm vài trăm watt thôi, tại vì giờ dàn pin của em nó hết điện rồi. Đó thì khi mà chúng ta đang cần kiếm những cái con inverter bấm tải để mua mới thì cũng mua mới, con này cũng tầm 11 triệu mấy, 11 triệu. Thì giờ anh em mua cũ lại 7 triệu em bao ship luôn nha. Vẫn còn bảo hành 5 năm nguyên đó, 4 năm mấy 5 năm nguyên. Đó, và anh em cần thì cứ liên hệ, còn anh em nào chê chê khen khen gì đó thì lướt qua coi những kênh khác. Đó, còn như cái anh lúc nãy mà anh chê em bán con micro kia mà không tư vấn kỹ cho khách đó, thì lần sau đừng có quay lại coi kênh em nữa. Đó, lý do là tại vì cái con micro đó ai cũng biết là cái con đó là cái con quà lưới không bấm tải. Và trong video em cũng nói rồi, cái con đó là con quà lưới không bấm tải là người ta hiểu rồi. Đó, không cần phải giải thích là nó đẩy điện ra ngoài gì đâu. Và trong lúc nói em cũng đã nói rồi. Đó, ta lắp cái con đó khi nào và người chơi người ta, rất là nhiều người ta đã hiểu cái vấn đề đó. Người ta không cần em phải có tư vấn gì đâu, cái phần đó đâu mọi người. Đấy, cho nên là ông anh ông vô ông comment ông nói rất là cay đắng, mà ông có đề cập tới cái vấn đề ngành nghề giáo viên rồi của em nữa. Đó là không nên ha, cái này là buôn bán hàng. Đó, bán hàng là một chuyện, còn ngành nghề giáo viên của em là một chuyện khác. Anh em đừng có đụng chạm bên kia ha. Em không có làm gì mà để lỗi với cái ngành của mình hết trơn. Và tất cả cái buôn bán của anh em nè, bảo hành đầy đủ, hàng chuẩn chỉ. Đó, hàng nào không chuẩn nói không chuẩn, hàng nào chuẩn nói chuẩn. Đấy, chúng ta không có xỉa qua mà xỉa lại mà để làm gì anh em. Đó, thời gian anh em ngồi nhắn cái comment đó để xỉa mình đó, đi làm chuyện gì có ích, đi làm chuyện gì có lợi cho gia đình nha. Thôi em xin chào mọi người, em hẹn gặp mọi người những video lần sau nha.
đam mê mua hàng thì hãy liên hệ em. Thin Power 6kg nè, Power 6kg. Đấy, hàng chuẩn chỉ, còn bảo hành 4 năm mấy. Mua hồi tháng 11/2023. À, được bán bởi Solar Thiên Hà, chủ của nó đây. À, thùng bồng thì nãy anh em thấy rồi đó, đầy đủ hết tất cả ha. Cái thùng để đẳng ra. Và em sẽ gói cho anh em mà tạo ra cái thùng còn đẹp hơn nữa, còn làm cho nó chất lượng hơn nữa ha. Nhiều khi người ta gửi về người ta không có chuyên, người ta gói không có kỹ, nhưng mà em gửi cho mọi người là gói rất là kỹ nha. Đó thì thôi, anh em nào cần thì cứ liên hệ em 0946932417 nha. Dây nhợ đầy đủ nha, dây nhợ này nè, trạm đầy đủ, nói chung là phụ kiện là về lắp đầy đủ. Mình sẽ bỏ thêm cho anh em hai cặp MC4 vào đây. Đó, không biết có nhớ để bỏ không này nè. Đó, thì anh em có thể mua hàng có thể nhắn mình ha, nhớ bỏ hai cặp MC4 để kết nối đây. Nếu nhà người ta không có thì không được, phải có hai cặp đó để kết nối. Thôi em xin chào, hẹn gặp anh em ở những mặt hàng lần sau.